chỗ này đúng không? Đúng. Bực không đúng nè. Vẫn chưa đúng. Nè, bây giờ vậy nè. Đâu? Thấy không? Nhớ vô. Yes. Mình xoay có nghĩa là phải cho nó chắc ngay cái chỗ đó chứ không phải anh là vậy nè. Anh hiểu không? Đâu làm lại coi, phải nhấn chỗ nào? Nè, anh nhấn chưa? Ừ. Rồi cho nó chắc vô. Vậy thì nó mới đã. Thôi cái đầu anh hay quên quá, thoại anh còn không nhớ nữa. Dạ, thoại con còn không nhớ nữa. Được chưa? Từ từ bây em lên em ngồi đi. Lên em ngồi. Ai? Là tên à? Không. Không, chậm mà chắc không. Ngay điểm nào là chắc ngay điểm đó luôn. Nhớ nữa nào. Dạ con đang học ạ. Mà anh thấy vậy đã không? Anh thấy như vậy đã không? Mới có chút xíu chưa thấy đã, phải lâu lâu mới đã. À cái cổ thì chưa biết thiệt nha. Ừ. Làm lại. Thấy không? Cũng đã luôn á. Đã gần đã rồi. Ê không mà em hết xài đầu đã lắm rồi. Đã không? Dạ nhưng mà hư tóc. Không. Hư tóc. Tóc anh làm em có làm gì đâu hư. Em đè xuống là tóc anh rất là phồng. Tóc anh phồng hả? Ờ không ý là khó. Ghê á. Đã không mà đã không? Đó. Hư có bị dụ đâu, làm lại đi. Chỗ này đúng không? Đúng vậy. Đúng không? Đúng vậy. Nhấn nhẹ phải không? Nhẹ mà chắc. Nhẹ mà chắc nha. Anh cũng thông minh lắm á vị. Thông thôi. Anh bớt mấy khác cũng ok lắm á vị. Có giống như chị Thị Phạm nãy không? Cũng được. 50% ra. Bây giờ xong đi qua tới chị Phúc, qua tới Má Chi rồi đang xếp hàng từng từ kìa. Trời trời trời. Có nghề luôn rồi, có nghề luôn, kiếm thêm, kiếm thêm. Có tiền đổ xăng rồi, dạy Bình Dương lâu á. Dạ. Mẹ lẹ lát qua má xa nè mẹ. Rồi đó, vừa ăn vừa mát luôn, qua mát đi. Cái này bị chua chưa? Qua mát thử đi. Bị chua rồi đó, để chị thử là chua rồi. Trời ơi. Rồi, mát xa luôn. Rồi đó. Rồi thẳng lên. Rồi để chị thử là chua rồi. Vô đây ăn đi, mát đi. Chỉ ngồi thẳng thôi, đừng có tẹo cái dai thôi. Rồi. Ủa. Ủa sao kì vậy? Má không phê mà con phê á. Ủa mày diễn được vậy? Bây giờ có phê không? Để tao phê. Ai biết con nhấn má có phê không? Chưa đào tạo, có lớp đào tạo là được rồi. Thầy dạy giỏi, trò học giỏi. Đó. Phi được, hợp lý chưa? Phê phê phê, được á. Vậy à. Anh, một mình má phê được, cái mặt anh đừng có phê. Cái mặt anh tập trung anh làm đi, anh hiểu không? Lên cái ót hay con, lên cái ót với hai cái huyệt hai bên nhau. Ót chưa học. Kéo tóc lên cho anh luôn nè. Ót chưa học má ơi. Thì bây giờ anh làm đi, chừng nào má nói đã thì đã. Ừ, đó, đúng rồi đó, ừ. Mở mắt ra mới thấy được. Ờ, đúng rồi. Không, đã thì cái cảm nhận bằng trái tim. Đã thì cái chị phải nói làm có cái tâm đó chị. Dạ. Nãy giờ chưa có thấy cái tâm nào của nó đâu. Trời, con còn phê nữa mà sao không có tâm được. Ừ, được á tâm. Rồi, tôi nói chi, má chi. Sao nhẹ quá vậy, mày lấy gì mà nhẹ. Dạ sushi má. Trời ơi cục. Nó chỉ biết nó chỉ đây. Xăm những cái gì. Đâu cũng thì cái giờ mà diễn viên giải trí em cũng nói công việc nữa nè. Chị nó nói với em là nó sẽ xăm những cái gì mà nó thích. Được ăn là sushi nè chị. Mà chị thấy cái tẩu nó hút nè. Còn đây là mà em thấy kinh khủng là hút. Nó bự màu nữa chị. Có con gì nó ăn nữa nè. Con ruồi. Dạ đồ có thiên thần, nay đồ cánh của nó. Thử thật thiên thần. Nói, ủa bơm. Con ăn chè bé mèo hay sao con. Ghê quá đang ăn nó hút mà hút hết rồi đó. Bí thiệt. Đã không? Thôi vậy em cũng quay lên như nè. Bây giờ nếu mà anh mỏi tay thì anh đổi đào. Ủa trên bè quay. Đổi đào anh vẫn mỏi tay vì. Kìa. Bà đứng xong lại đi chị ra nãy giờ. Đó. Đó. Lần đầu phục vụ có gì mong mẹ tha thứ hả? Dạ. Ê được chứ. Được. Dạ. Con thì cũng được đấy. Con để dạ. Mẹ sắm cho con một cái xe đạp. Xong một cái vali, con để đồ giá hơi vô. Xong rồi á là con sẽ đi. Con đi từ thành phố này, đi từ quận từ này qua quận kia. Đây, Dương, được và rồi. Con ghé vô quận 7. Mẹ sẽ kêu con vô. Làm cho chồng mẹ. Kém sang quá mẹ ơi, tự nhiên xách cái vali luôn y chang đi dắt hơi em vậy. Ủa đúng rồi. Thôi mẹ. Có cái gì lắc lắc nữa chứ chị. Tao mới biết là nó tới. Đúng không? Tôi biết đó. Là nó tới. Nhà chị với nhà em gần nhau. Quận 7 nhà bè. Hôm qua quận 7 trời nhà bè luôn là để từ quận 7 là đạp xe đạp qua nhà bè á. Bơm là qua tới mấy cái cầu. Được rồi.
thôi được rồi mẹ. Vậy sẽ là mấy chục triệu hả mẹ? Đó, đặt gì mấy chục triệu mấy? Mấy năm nào cho đỡ chứ mẹ. Mấy trăm triệu, một lần con làm cả 10 triệu mà, không có gì. Wow, mẹ nói nhiều. Anh vừa làm vừa nói. Được. Tự nhiên thấy tiền thấy mạnh hơn không? Được, được. Hơn hả? Đúng rồi. 10 triệu nha. Ok. Ông mấy chuyển khoản là 10% trước được không? Sợ quịch quá. Vừa nói vừa làm đang đã mà. Nói thì nói mà làm thì làm. Đúng rồi. Mà làm thì có chút xíu à. Ủa mẹ tính nha mẹ. Ủa mẹ gái dễ sợ. Dạ không. Không bóp cho mẹ đúng không. Ủa chị kêu ra ăn mà sao giờ tự nhiên ra massage không nhảy không ra ăn chị. Dạ chưa. Ủa đó là đi ra người nữa. Dạ. Ủa là ăn bóp chưa. Chưa có ăn cái gì. Bóp bóp cái nhé. Không bóp đi đâu. Tiện một cái con đường con đi đó. Không, bây giờ anh làm một lần cuối chất lượng đi. Rồi anh thả anh đi. Bỏ cái hết tâm huyết cho làm nha. Bỏ cái tâm đi nha. Chứ mày làm cái gì vậy? Em mà xa. Tụi con nó đi ăn đi con. Sẵn mang mẹ cái tô này xuống. Đó. Cái gì chả đang quay phim nên con chịu khó yêu một bữa nó gặp một bà mẹ nó đã khổ sở ra nhìn thêm một bà mẹ đó. Hai bà mẹ một con vợ nó ghê chứ. Bây giờ đang là giây phút ăn chiều của đoàn phim Sóng Gió Hào Môn. Hôm nay mọi người ăn bún bò nào. Bún bò đâu tự nhiên giới thiệu bún bò, không biết bún bò đâu. Còn tôi nó có duyên dễ sợ ăn hết rồi. Bún bò mà ăn hết rồi. Có duyên dễ sợ. Ai chúng tôi kiến là con ăn bún bò. Bún bò hồi nãy là má ăn bún bò đó. Cuộc đời chỉ kéo dài tới ngày hôm nay luôn. Là con đường xuyên suốt showbiz của chị rất là dài. Mà đó, em là đó, cái người bớt quảng cáo lại. Mà chị bớt là không biết gì về chị hết. Ủa sao không biết? Em không nói gì đâu không biết. Thôi mẹ đừng nhảy mất công thay đồ chị, đó mẹ. Chị nói nó có đứa con 5 tuổi, nó tin là có đứa 5 tuổi chứ nó không hề là tin có một đứa khác nữa, chị thấy không? Hai người lớn. Ủa chị ghê chưa? Rồi. Ủa mẹ sao mẹ lừa con? Sanh tên mẹ không? Bây giờ mẹ làm. Bây giờ sanh tên con mẹ vô luôn đi. Lấy đâu? Lấy 20 triệu thôi. 20 triệu cái gì vậy? Mẹ lấy 20 triệu đúng không? Mẹ lấy 20 triệu. Mẹ lấy giá 20 triệu. Mẹ giữ thiệt á, mẹ đúng là bà hai luôn, đóng vai bà hai quả không sai luôn. Thiệt luôn. Thôi vậy nè Bơm, em nghĩ vậy nè. Thay vì cái mặt bằng ở ngoài là cái chỗ mà bà giọng á, ổng muốn xăm hình nào để cho ổng thấy. Cái lưng thì anh không có định xăm, tại vì anh không có thấy. Bây giờ cái lưng là cái chỗ anh cho muốn mặt bằng đi. Anh xăm tên em đầu tiên, tại vì em là người muốn đầu tiên. Tới chị Thuất, tới má Chi, tới con gái má Chi luôn. Ê con có nhân còn mướn tên đâu à. Ờ thôi vậy em cho anh xăm tên em á. Thôi không có cần cho luôn à, không mượn không tin à. Tự nhiên ép người ta đã rồi giờ còn bắt người ta ói tiền ngược lại nữa. Rồi thôi bây giờ không cần ói tiền luôn. Rồi free. Cái nét đó đó, cái nét đó đó, cái nét này lòi liền luôn. Ủa là thấy chưa? Trời ơi. Thấy chưa? Không qua tay mẹ Chi được rồi. Đó. Chi dữ dằn quá. Đó. Chi dữ dằn quá. Bây giờ làm sao? Hồi nãy con còn đúng 12.000 luôn á mẹ. 12.000. Trời ơi. Mai để con coi lại con phải đúng 12 không nha. 120 triệu thì chết nha. Hay là 120.000 hay 1.2 thì chết. Không có là con mất cho mẹ 100 triệu nha. Đây mẹ 4.000 không được 12.000 nữa. 4.000. Nhưng mà mẹ đã chốt cái số 12.000. 4.000 là sao con nói dối mẹ đúng không? Mẹ không thấy con tội lắm hay gì. Con nói dối mẹ đúng không? Không phải con không nhớ, con nhớ cái số rất là nhỏ mà con không ngờ nó nhỏ đến vậy luôn. Trời không phải. Cái số này con cảm giác sắp đặt luôn á. Tự nhiên 4321 luôn á. Đầu số đẹp không? Ừ. Chết nằm ở đó hoài luôn, nó không lên luôn. 4321 xuống luôn. Phim mà đúng không? Chưa diễn tiền với hết tiền đổ xăng rồi. Vậy là hôm nay anh ở đây đó đi. Anh cho tụi em uống một bằng đi trả tiền cho. 1 triệu. 1 triệu ba tên. Rồi anh chốt rồi má Chi ơi. 1 triệu ba tên. Để đừng có đợi qua mẹ Chi. Mẹ Chi là phải ốm người này. Con ở 4.000 rồi mẹ ơi. Con cao ha.
Thank you.